Và thưa quý vị, bên tay phải đại nghĩa đó là Kim Nhã, Dương Thanh Vàng, Anh Tú và Tuyên Mạch. Môn đêm thân thiết của đại nghĩa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Như đại nghĩa đã có nói, chúng ta sẽ có những cái chia sẻ với quý vị khán giả vào cái ngày đặc biệt này, cái ngày cuối năm, tổng kết trong suốt một năm vừa qua. Theo em, Vàng, dạ, năm vừa rồi em giỏi cái gì nhất? Có thể là về cuộc sống, về công việc, hoặc là về một cái niềm vui nào đó của các em. Nếu nhanh nghe cái nào mà nó hay ho nhất, nó vui nhất, dạ, thì anh sẽ cho rằng người đó là cái người mà thuyết phục anh nhất ở cái phần này. Và người đó sẽ được quyền chọn đội của chúng mình. Trời ơi, trời ơi, hay quá. Nói cho hay mà còn cho vui nè. Dạ, giỏi nhất của em là chúc nhân dịp năm mới thì em gửi lời chúc đến toàn thể tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị một năm tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà được rước, tiền vô ngõ trước, học sòn vô ngõ sau. Nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Là chúc có 200 chàng vỗ tay quý vị ơi. Hay, lời chúc quá hấp dẫn. Vậy thì bây giờ anh Tú. Vâng, em thì vốn dĩ là một người siêu nhạt rồi, em nhạt từ đầu đến cuối rồi, thế cho nên là em cũng không biết có cái gì nó thú vị. Chắc là có lẽ là em trong năm vừa rồi em đã giảm cân làm sao mà có cái sự khác biệt với cả chị Tuyền. Đâu, em không hề nhạt nha, em mặn lắm đó. Tiếp theo, Kim Nhã, nói nghe xem trong năm vừa qua em giỏi nhất cái gì? Dạ em giỏi bệnh nhất á. Ủa? Dạ em bệnh từ đầu năm tới cuối năm luôn. Thành ra bây giờ em rút ra một chuyện là bây giờ mình sống trên đời là mình phải biết cái sức khỏe đầu tiên. Tại vì có sức khỏe thì mình sẽ làm việc được một năm nó trơn tru và gặt hái những thành công. Anh chúc cho em năm sau mình dở đàn lại một chút. Dạ nha. Mình dở lại một chút, ít bệnh lại một cái. Dạ nha. Rồi còn tham gia những cái sản phẩm nghệ thuật cho khán giả coi. Dạ nữa. Còn Tuyên Mắt. Dạ trong năm vừa qua thì cái điều giỏi nhất của em là giữ được cái số cân tốt. Không, thiệt, tính ra vậy là khó lắm chứ đúng không? Chứ gì nữa. Em cân nặng nhiêu ký? Dạ thưa anh là 115 cộng. Ủa có cái cộng nữa hả? Dạ, cộng ở đây là cộng nhiêu cộng á. Còn thêm nữa? Không, cộng là tại vì cái cân nó chỉ có 115 ký thôi. Lên là nó mút chỉ cái cân rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi thì bốn đứa em của Đại Nghĩa đã nói về những cái điểm giỏi nhất của nó trong năm 2019 vừa qua. Nhưng mà cũng có một vài cái điểm mà mong rằng mấy đứa em nó bớt giỏi đi. Chẳng hạn như là giỏi bệnh nè, là bớt đi. Dạ. Đó, những cái giỏi còn lại thì chấp nhận được. Và trong những cái lời nói về mình như vậy, nghĩa thấy rằng cái lời nói mà nghe nó dễ thương, nó hấp dẫn và nó làm cho mình cảm giác là mình thích thú nhất, đó chính là Dương Thanh Vàng. Ôi, với cái vụ tiền vô cửa trước, vô cửa sau. Em đăng quang mọi người, đúng mọi người. Em đăng quang rồi. Em đăng quang. Vậy thì bây giờ em được quyền chọn một người trong ba người còn lại làm đồng đội của mình. Rồi, giờ sao đây ta? Cái gì vậy? Sao thằng hắn hết bị ủ ho bệnh em hết vậy? Bệnh nữa. Bệnh nữa hả? Dạ, em tự nhiên em khô cổ quá. Bé này nó bệnh nhiều quá. Năm nay là chắc không hên với em đâu. Qua 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 xa xa. Đừng lại gần, đừng lại gần. Vậy hả? Dạ, chọn, chị dạ, chọn anh Tú. Rồi đi, à, đi. Ok, anh thấy cái sự lựa chọn này cũng hợp lý. Cái size này cũng tương đồng với nhau đúng không? Tại vì á, người ta nói là buôn có bạn, bán có phường. Thì mình phải lôi một cái người bạn nào đó nó tương xứng với mình về cân nặng, chiều cao. Rồi nhìn cái form dáng nó cũng được được. Chứ không thể sắc nào sắc dốc mà. Em nói sắc dốc mà hả? Đúng rồi, sắc dốc chứ không thể nói nào mà. Đầu năm gì cũng muốn chặt chém em đâu. Mà sắc dốc thì coi là đâu, em cũng hợp mà. Thì đó, em nghĩ là một cái người mà phồn thịnh như chị Tuyền Mập á thì sẽ không xứng với em. Còn một cái người mặt sủ như là Kim Nhã. Mọi người ơi, nhìn làm sao vậy? Con bé mặt sáng trưng. Chắc là cái máy hơi kỳ. Thôi được rồi, anh nghĩ rằng là em lựa chọn Tú cũng là hợp lý. Vậy thì bây giờ các em chọn cho mình một cái tên đội đi. Em tin chị. Chị cũng tin em. Không lẽ đặt tên là đội chị em? Thôi chị quyết định đi. Thôi em quyết định đi. Suy nghĩ đi, bên đây nè. Vàng và Tú thì mình lấy cái tên là Tán Dù. Tán Dù, Tán Dù đi. Tán Dù Tú Vàng à? Tú Vàng. Trời ơi, tán cái gì không tán thì tán cái dù quá. Cái tên gì đó mà nghe có vẻ bạo lực quá ha. Nghe bạo lực quá. Được. À có tên rồi, Mình lấy đầu năm mà may mắn mà mình lấy cái gì đó hên đi. Rồi, đội huynh đệ. Huynh đệ. Tôi đợi chị em thương thiết, có thể chị Ngã em nâng cái tên đội của em. Hay. Chị Ngã em nâng. Ủa em ơi. Có gì chị Ngã em nâng. Khoan em ơi, em nhắc anh nâng nổi không? Em nâng nổi Tuyền không? Không, mà cái tên của em hơi rối nha. Hồi chị em thân thiết, chị Ngã em nâng. Chị nâng được con em làm gì? Em Ngã. Nói chung là đội huynh đệ và chị Ngã em nâng. Mời hai đội về chỗ. Yeah. Lớp học của chúng ta sắp sửa vào tiết học văn. Văn chương Việt Nam của chúng ta
rất là phong phú, đặc biệt là kho tàng ca dao của Việt Nam của chúng ta vô cùng rộng lớn. Như chúng ta cũng biết, ca dao vốn dĩ là được truyền khẩu, truyền từ người này qua người kia, truyền từ vùng này sang vùng khác, từ thế hệ nọ tới thế hệ kia. Cho nên nó sẽ có những gì bán, và đó cũng được xem như là những cái sự sáng tạo và là một cái thuộc tính đặc biệt của ca dao Việt Nam. Và trong chương trình này, nếu như các bạn đưa ra đáp án trùng khớp với đáp án của chương trình thì chúng ta mới được tính điểm. Anh vốn dĩ là một người anh hào phóng, một người anh rộng lượng và bao dung với đàn em, cho nên mới bước vô thảy cho mỗi đội 20 triệu xài chơi. Hãy dành cho hai đội chơi ngày hôm nay ít phút để nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Sao Hay Chữ. Đây là vòng đầu tiên có tên là vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiêng để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Chúng ta còn có thêm 3 quyền trợ giúp nữa. Quyền đầu tiên đó là quyền mua cái từ đang giấu ở trên cái bảng cho em miễn phí. Ok, được một lần. Rồi chúng ta có quyền thứ hai, đó là cái quyền trả lời mà không có tốn tiền, miễn phí luôn. Và quyền thứ ba là quyền cấp thêm vốn. Tùy vào cái cảm tình của anh dành cho hai đội nó nhiều hay nó ít, anh sẽ cấp ít hay nó nhiều số tiền cho các em nha. Cho nên nếu như thông minh thì nên lấy lòng anh từ ngay bây giờ. Hồi nãy mình nói đúng rồi đó, buôn có bạn bán có phường là đúng rồi đó. Đây chương trình kinh doanh quá, chương trình kinh doanh quá nè. Từ đầu tới đuôi là phải tính toán dữ lắm luôn á. Sao nếu cảm thấy không ổn thì dạ không sao, anh Nghĩa rất đẹp trai. Dạ em thấy bữa nay vàng có vẻ là không thích anh Nghĩa cho lắm. Anh cứ nhìn thấy thì đó, em thấy thái độ rõ ràng. Họ đang chơi cái một cái bài người ta gọi là Dương Đông kích Tây à, hay là như nào ta? Sao kỳ vậy? Ủa gì ta? Có đâu có anh chị có. Chỉ có thấy rõ ràng vàng thái độ với anh Nghĩa không? Anh ghi nhận hết, anh biết ai là người thật lòng với anh nha. Và ai là người đâm bị thóc chọc bị gạo ha. Thật ra không ai thật lòng với anh cả. Anh sẽ bắt đầu cho các em đến với những gợi ý cũng như là câu hỏi của dòng đầu tiên. Xin mời. Đây là tất cả những cái câu hỏi của ngày hôm nay để thử thách xem coi các em có biết nhiều về ca dao Việt Nam hay không. Xin mời câu hỏi. 14 ô chữ đã hiện lên trên màn hình của các em. Bây giờ anh muốn hỏi đội Quý Đệ. Mình mua B6 đi. Có một ô thôi hả? Một ô thôi. Là tốn có 500 ngàn thôi đó hả? 500 ngàn để em trả lời câu này liền. Nhưng B6 mua thêm được không? Được, để nó đi. Lát mình sẽ thấy hết. Nhưng mà bây giờ em muốn mua ô nào? Em chọn A1. A1 và? B4 đi. Kệ đầu tư một chút. B4 và A1. Gợi ý của câu số 1. Câu ca dao mượn hình ảnh của hai loại cây để trai gái đối đáp, giao duyên, ý nhị, tán tỉnh nhau. Xin mời ô chữ. Gõ liệt. Nào đây. Ở Tú gõ xong rồi vàng đọc thật to vào. Bên đây Tú đã gõ chiên trước. Kính thưa quý vị, đây là nãy định là không mua luôn á, thật sự luôn. Tại vì trong đầu chỉ nhớ có một câu đó, ngày xưa cha từ thời cha sanh mẹ đẻ ra là đã xài cái câu đó rồi. Cho nên là định không mua luôn, nhưng mà lỡ mua rồi, cho nên là quyết định bỏ thêm 1 triệu bạc nữa ra trả lời. Lần trả lời đầu tiên của tụi em là: bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Đội chi ngã em nâng, các bạn nghĩ thế nào về câu trả lời vừa rồi? Dạ em nghĩ là chắc là đúng đó anh. Sao mà buồn vậy bạn ơi? Từ từ. Đây là đáp án. Sai. Hay đúng. Trời ơi. Anh Nghĩa. Tại vì anh nói nó sẽ có những gì bản mà. Nhiều khi nó chỉ khác một từ thôi là mình sai luôn. Đáp án mà đội Quýnh Đệ đưa ra là đáp án Chính xác. Trời ơi. Đó, hai đứa nhân ông điên rồi. Xin mời đáp án hiện lên màn hình. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
đội huynh đệ, các bạn đã mang về cho mình số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Hay chị ơi, nhớ chia nha, đừng coi thường á. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Xin mời câu hỏi. Bây giờ đội chị Ngã Âm Nâng muốn mua ô nào? Thôi bây giờ mình mua A6 nè. Rồi B4 nè. Ui, lại chỗ cũ. Thì đúng rồi, mình phải như vậy em ạ. Dạ rồi. Rồi mình mua luôn A1 luôn đi. A1. Mình lặp lại hai cái cũ và một cái mới. Thích chị em nhà này rất là hào phóng trong chuyện mua bán. Trời, chứ không phải mà tiết kiệm hà tiện như hai công này. Không phải, bởi vì là biết câu đấy rồi đúng không? Thì đúng rồi. Bây giờ mình sẽ mua B1. B1 nè. Rồi hào sản với bên kia lại đang dư mà mình có đang 8,5 triệu rồi, 8,5 triệu. Mua B8 luôn. Mua nhiều hơn tôi đi. Mình tốn 1 triệu thôi. Gợi ý là tấm hình trên màn hình. Xin mời ô chữ. Chưa ô chữ lên. Chị chạy đâu vậy chị Tuyệt? Chuẩn bị mời ô chữ. Đây gõ. Bên đây chưa? Được lắm. Mặc dù bên đây Kim Ngã nguyêu quá, nó cầm lộn vậy quý vị. Nó gõ cái tiếng nhỏ hơn, nhưng mà rõ ràng là bên đây gõ trước. Được lắm. Thấy không? Không phải chỉ có trí não không thôi, mà còn phải vận động cơ thể nữa. Đó. Em sợ em có em tức quá à. Em tức cái câu này quá à. Em nhìn trên đó là em đã kêu rồi. Tú chạy mê mê trước luôn. Chân cơ không cần đợi mở đâu, chạy đi. Mà Tú nó vẫn chạy chậm, không hiểu đâu. Đã có những cái từ hiện lên, từ Trúc, từ Đình, từ Em, từ Đứng, từ Sinh. Bây giờ thì đội chị Ngã Âm Nâng cho anh biết đáp án của các em là gì. Dạ em xin mời chị em. Trúc Sinh, Trúc Mộc đầu đình. Em Sinh, em đứng một mình cũng xinh. Sai. Cái câu này phải đúng là Trúc Sinh, Trúc Mộc đầu đình. Em Sinh, em đứng dưới sình cũng xinh là mới đúng. Em đứng dưới sình phải không? Em đứng dưới sình. Sình đâu, sình đâu? Kìa thấy không? Cái chỗ mà quẹt quẹt đen đen nè. Cái xanh xanh này là cái màu cái sông nè. Em sai rồi, cái này là người ta đứng ở trên sình. Nếu mà đứng ở dưới sình là sình phải đè lên chân như vậy nè. Bình tĩnh, đừng manh động. Cứ chốt chưa? Nói từ chốt cho anh. Chốt! Đó phải vậy chứ. Sợ. Sao em sợ quá, em chạy mọc mọc luôn. Các em nghĩ coi là chương trình có cho mình một cái câu nó dễ dàng vậy không? Dạ không, em nghĩ là sai đó, tam sao thất bản đó. Đây là đáp án. Anh không nói đúng hay sai đâu. Dính giùm trái tim. Anh sẽ cho mở đáp án ngay lên trên bàn. Anh chỉ cần mở ô B7 thôi. Xin mời đáp án. Chính xác. Cái câu này nói về em hay sao? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, tiền sinh, tiền đứng, tiền đình, tiền đứng sinh.